Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí của Ủy ban Nhân dân thành phố sắp ban hành. Đó là nhiệm vụ và là mục tiêu đang được Đảng bộ và Nhân dân xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ triển khai từ nay đến năm 2023. Theo lãnh đạo xã Thới Hưng, qua rà soát đối chiếu, địa phương đạt 1 trên 4 nội dung theo dự thảo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố. Đó là có ít nhất một trong 8 lĩnh vực nổi trội mang giá trị đặc trưng của địa phương. Khi về phía địa phương có phát động là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi luôn luôn chấp hành những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và đồng thời là thực hiện những cái cuộc vận động mà là địa phương đã vận động. Bà con nông dân mình rất là phấn khởi. Cũng là chấp hành tốt cái vấn đề các cái tiêu chí mà còn yếu kém đó thì bây giờ là cùng với xã mình để mà góp phần cho nó hoàn chỉnh các cái tiêu chí để mà đạt được cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy vậy, căn cứ vào bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thì hiện Thới Hưng mới đạt 15 trên 19 tiêu chí. 4 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 11 hộ nghèo, tiêu chí số 14 y tế và tiêu chí số 19 quốc phòng an ninh. Vì vậy, địa phương cần phải tập trung nâng chất các tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí được quy định tại Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cấp các cái cảnh quan môi trường cũng như là hộ nghèo, hộ cận nghèo để là đảm bảo các tiêu chí đây tới cuối năm là đạt 19 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Rồi cũng như là tới là những 8 cái mục tiêu chí của cái nông thôn mới kiểu mẫu theo 38 cái nội dung của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại lễ phát động vừa qua, Thế Hưng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các sở ban ngành thành phố và các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng nhằm góp sức cùng với địa phương sớm xây dựng hoàn thiện các tiêu chí. Đóng góp của tổ chức công đoàn đối với địa phương thì để cho góp phần cái phát triển, thứ nhất là phát triển kinh tế xã hội, thứ hai nữa là việc đi lại của bà con được thuận lợi, cái thứ ba nữa là để cho hoàn thành các cái tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thới Hưng là vùng chuyên canh cây ăn trái lớn của huyện Cờ Đỏ, trên địa bàn có nhiều công ty doanh nghiệp hoạt động. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương nâng cao thu nhập bình quân đầu người theo quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vấn đề quan trọng là tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị một cách bài bản, chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cải tạo cảnh quan môi trường để diện mạo quê hương ngày thêm khởi sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.